Nếu như nó nghe là đưa bàn tay ra coi sao mà con trai để bóng tay dài vậy? À không, đều ta... luôn cả hai bên vậy. Thật ra là trước đây, ngày trước em có quen một người á, thì em hay gội đầu cho người đó. Trời đất ơi. Nên em đưa bóng tay để em gội cho nó dễ chịu á. Ồ vậy á hả? Dạ. Bây giờ chia tay rồi mà còn để bóng tay chi nữa? Em thích chăm sóc người yêu. Đó là một sở thích của bằng em. Cách là gội đầu tắm rửa. Chung là tất tần tật. Khi mà kiểu như khi mà mình yêu nhau á, tới một cái mức nào đó là không còn gì để mà không còn cái khoảng cách nào nữa. Anh sẽ không nói chuyện với em đâu, để anh thời gian anh đi chữa bệnh. Trời giờ không có bệnh chị nha, đi dẫn cái con người mới nó đi. Con... Đẹp rồi đó. Trời ơi. Sao là em biết được? Trong lúc đó thì em lo cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn, hồi xưa em mập cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn. Dạ em 53 em giảm còn 45 á. Thao 8 kg luôn ha. Hồi xưa thì em hay nóng tính. Nhưng mà sau này đi lính thì nó bắt đầu rèn luyện bớt cái tính nóng của em. Có một câu nói khá là hay là đi thì phí 2 năm mà không đi thì phí cả đời. Tại vì có những cái kỷ niệm và có những cái trải nghiệm trong lính thì mình mới có được, chứ ngoài đời mình không có. Và có những cái tình cảm đồng chí đồng đội ở trong đó, mình cảm giác được những tình cảm đó rất là tốt. Thì em với bạn đó cũng quyết định chia tay. Thì bạn đó nói là thôi em vẽ thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm để lo cho tương lai sự nghiệp của bạn đó. Nhưng mà 1-2 ngày sau thấy bạn đã chở cái tương lai của nó đi ngoài đường á. Chở ai? Dạ chở cái tương lai của bạn đó đi ngoài đường ở ngoài quận nhất á. Em bị sốc tâm lý. Em có chạy theo không? Dạ không. Nhưng mà mục tiêu của em là kiếm bao nhiêu tiền? Dạ em kiếm nửa tỷ hơn một tí thôi. Nửa tỷ hơn một tí là 600 triệu là bên chồng hả? 600-700 triệu là được ạ. Rồi thôi bây giờ nếu có anh nào cho 600-700 triệu cưới luôn khỏi học ha. Ngon lành. Được không? Ta kết hôn cho 600-700 triệu. 600 triệu. Ở với chồng cho nó sướng chứ đi làm chi cho nó cực. Có tiền lấy vợ chưa? Ta có. Có nhiều ít. Đủ để lấy cô bên kia. Đủ để lấy cô bên kia. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đẹp với nhau thì có gì là sai. Đó. Đủ để lấy cô bên kia. Đó, ổn. Cát Tường và Hứa Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép đôi thần tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Chị Tường ơi, em hy vọng ngày hôm nay hai chị em mình sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà phải may mắn nữa Tường à. Ít nhất phải có được một cặp đôi ra về chứ. Phải, mục tiêu phải là như vậy. Đúng không? Phải là như vậy. Các bạn ơi, các bạn có nghe không vậy? Mục tiêu là phải một cặp nha các bạn ơi. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Ơi nè, bấm nút nè. Bấm ai cũng được, bấm giùm em. Đó gì vậy gì em? Cái gì em tính lọt sàn hả em? Trời, kêu bấm nút thôi mà hồi hộp dữ vậy. Rồi. Thì bây giờ còn chần chờ gì nữa? Bên nhà gái, hai bạn nữ xinh đẹp của tôi đâu rồi ta? Wow! Trời ơi, trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn lắm nha các bạn ơi. Tường ơi, xinh đẹp lắm nha Tường. Dạ, rồi ok. Dạ đây, cô gái ngồi ở vị trí ghế màu đỏ. Em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Nè, annyeonghaseyo. Janasomida, manasseo bankhasseumida. Janasomida, manasseo bankhasseumida. Một tràng giới thiệu bằng tiếng Nhật. Em có thể việc giúp hả? Xem cười tiếng Hàn đó là tiếng Hàn, đó là tiếng Hàn Quốc. Rồi, không phải tiếng Nhật Bản. Sami Tào bả ra tiếng Nhật luôn. Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, chào hai bạn nam, chào bạn nữ, chào quý vị khán giả. Em tên là Bảo Ngọc. Em 201 ạ. Hiện tại em là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh. Quê quán em đâu? Dạ em ở Quảng Ngãi ạ. Dạ nãy anh nghe em giới thiệu tiếng Hàn là em học về tiếng Hàn hay là tại mình coi phim Hàn Quốc nhiều quá? Dạ em đu theo idol Hàn Quốc. Em thích những idol Hàn Quốc. Dạ. Dạ em có học tiếng Hàn không? Dạ em tự học. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em với mức độ mà thân quen rồi thì em nói chuyện thân thiết, vui vẻ, bất chuyện nói nhiều. Còn điểm yếu của em là nói có vàng. Em nấu ăn không biết nấu ăn cho lắm. Không biết nấu ăn cho lắm. Nhưng bù lại thì em rửa chén được. Bây giờ mời em trai ghế đỏ, em nói lớn lên nha. Dạ, em xin chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường ạ. Kèm với cả hai cô gái xinh xắn ở bên đây.
Chưa thấy là biết xinh xắn luôn ha. Nó có một cái luồng điện đó chị, nó truyền qua đây trái tim em này. Ôi nghe nó wow. Cảm giác được nó là bên đó rất là xinh xắn và dễ thương. Và em tên là Lê Hiếu. Dạ, em sinh năm 98. Công việc của em là online, hiện tại là kinh doanh online kiểu như bán đồ phun xăm thẩm mỹ ạ. Em sống tại quận 4 luôn. À, còn gốc quê mình là ở đâu? Gốc là em ở ngoài Hà Nội vào ạ. Nếu như nó nghe là đưa bàn tay ra coi sao mà con trai để bóng tay dài vậy? À không, đều luôn cả hai bên vậy. Thật ra là trước đây ngày trước em có quen một người á, thì em hay gội đầu cho người đó. Trời đất ơi. Nên em nuôi bóng tay để em gội cho nó dễ chịu á. Ồ vậy á hả? Dạ. Bây giờ chia tay rồi mà còn để bóng tay chi nữa? À, em mới cắt rồi đấy chứ mà nó mới mọc lại thôi ạ. Bây giờ tiếp tục, nếu mà có bạn gái nữa là vẫn tiếp tục gọi nữa. Tại em có một cái sở thích là em thích chăm sóc người yêu. À, đó là một sở thích của bằng em. Cách là gội đầu tắm rửa. Tức là tất tần tật khi mà kiểu như khi mà mình yêu nhau á, tới một cái mức nào đó là không còn gì để mà không còn một cái khoảng cách nào nữa. Lúc đó là cái lúc mà mình bản thân mình cởi mở ra. Đó mới là tình yêu đích thực. Môi có đánh son không mà đỏ hồng vậy? Không, môi em đỏ tự nhiên đấy chị. Môi em là đỏ tự nhiên đấy. À, chị tưởng em xăm cái lòng môi rồi chứ. Dạ, không, ngày trước còn đỏ hơn đấy chị. Nhưng mà sao chị thấy hơi có vẻ hơi èo uột vậy? Giới tính rõ ràng không vậy? À. Chị thấy móng tay á thì dài, rồi son môi thì đỏ. Không chị đó. À, thấy săn chắc mà Tường ơi. Nhiều đó. Ủa, có xăm mình không vậy? Dạ không ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? À, điểm mạnh của em là em rất là coi trọng những mối quan hệ bạn bè, nên chính em được cái là người ta hay gọi là chàng trai thân thiện nhất hành tinh. Thì điểm yếu của em á là đôi lúc em nóng tính nhưng mà em có thể kiểm soát được bản thân, là em dễ bị cảm động và dễ bị mềm lòng. Cứ như họ sai mình rất là nhiều mà lỡ họ chỉ nói vài câu mật ngọt thôi mình lại chết gùi. Mật ngọt chết gùi. Ê, anh hỏi là để móng tay rồi mình có để móng chân không? Dạ không, chân em gọn lắm anh. Dài không? À, ai biết tại gì kia? Em tập thể thao đường phố mà tay thì ấy nhưng mà chân phải gọn để còn bay nhảy. Rồi. Quá. Rồi. Cô gái ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Hương Minh Đạt và chị Cát Tường và chào hai bạn ghế bên đó. Em tên là Đặng Thị Khánh Ngọc, năm nay em 21 tuổi luôn. 21 tuổi dạ, luôn. Em đang là sinh viên năm 3 của quan hệ công chúng truyền thông và nghệ thuật. Dạ, thì quê em ở Phan Thiết, Bình Thuận ạ. Dạ, em vào đây em học được 3 năm rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, em sống tình cảm một chút, nhưng mà em thấy cái việc sống tình cảm của em nó cũng là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của em. Thì đôi khi trong cuộc sống mình sống tình cảm nhiều quá thì nó sẽ có những chuyện không hay á anh. Ừ. Dạ. Thế bị người ta lừa gạt dạ, tình rồi. Cảm mình đúng không? Chuyện xưa rủi em đâu có muốn. Giọng dễ thương quá ha, giọng nghe nó rất là bình định như chim hót méo ngon. Gương mặt cũng như một chú chim ngon vậy đó, hay lắm. Rồi gì nữa, điểm yếu gì nữa nè? Dạ, ngoài điểm yếu ra thì em hết rồi. Dạ. Rồi, mời em trai ở ghế màu xanh nè, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hướng Minh Đạt và chào hai bạn. Em tên là Lê Ngọc Tấn, em sinh năm 94, em cũng quê ở Bình Thuận luôn. À. Dạ. Tại hiện tại thì em đang ở quận Gò Vấp. Em làm bên công việc là quảng cáo và thiết kế web. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì nếu mà đúng tần số thì em khá là nói nhiều. Và nói chung là cũng hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì hơi bừa bộn. Do tính chất công việc của em á, nên là em đi rất là nhiều. Có thể nói chung là hồi xưa thì em hay nóng tính. Nhưng mà sau này đi lính thì nó bắt đầu rèn luyện bớt cái tính nóng của em. À. Có một câu nói khá là hay là đi thì phí 2 năm, mà không đi thì phí cả đời. Tại vì có những cái kỷ niệm và có những cái trải nghiệm trong lính thì mình mới có được, chứ ngoài đời mình không có. Và có những cái tình cảm đồng chí đồng đội ở trong đó, mình cảm giác được những tình cảm đó rất là tốt. Ở đây có ai cùng bảo vệ? Màu xanh là cùng quê với cô gái màu xanh ở Bình Thuận luôn. Bình Thuận luôn. Em gái ghế xanh là định mấy năm nữa mới kết hôn được? Dạ, ít nhất là em, tại vì em đang theo nghệ thuật á, cho nên là em muốn ít nhất em phải từ 27 tới 30 mới kết hôn được á. 7, 30 mà nay mới có 21 hả? 21 và 9 năm nữa. Trời ơi, rồi đó, 6-7 năm nữa, chờ nổi không? Không, em không biết, khi mà mở cửa ra mới biết được. Chưa biết, tùy duyên. Rồi. Tùy duyên thôi. Bây giờ là cô gái ngồi ghế đỏ quay lại với em nè. Chuyện tình trường em như thế nào? Dạ thì là em có quen một bạn. Tìm hiểu là được 3 tháng. Nhưng mà mối tình nó lại dây dưa đến gần 2 năm. Tại do anh đó cắm sừng em rất là nhiều. Nhưng mà anh đó rất là giỏi luôn á, là giấu em các thứ. Rồi sau này em mới phát hiện được là nhờ vào một cái chị trong số những cái chị mà anh đó quen trong lúc cùng quen em. Cái được chị đó nói chuyện xong cái bắt đầu em mới phát hiện ra là anh đó cắm sừng rất là nhiều bạn luôn. Cái chị đó
Nói cho em nghe, phân tích trước. Tại do hồi đó em còn cứng đầu lắm, cứng như là đầu trâu gì đó, nói qua nghe. Cứng như là đầu trâu gì đó, nói qua nghe. Đầu trâu vậy đó hả? Dạ. Xong cái chị đó mới cho em vô nguyên một cái group luôn, cũng được 7-8 người á. Rồi, một group coi như là bị quen với anh đó. Đúng rồi, đúng rồi, quen hết với anh đó. Dữ quá ha. Ghê thiệt. Rồi, các bạn gái liên minh với nhau 7-8 người luôn. Hồi đó em thiệt sự rất là bức xúc luôn. Ban đầu thì rất là yêu thương người ta, nói gì cũng nghe. Nhưng mà từ lúc mà em biết được và có những cái chị đó rồi hồi bạn thân á, nói cho em nghe hết thì em mới bắt đầu tin. Và lúc đó thì nổi máu điên lên em đòi tiền. Nổi máu điên lên em đòi tiền. Ủa cho người ta mượn tiền đó hả? Trời ơi là trời. Chị biết sao không? Em kiểu như là em quen bạn đó là em quen ai là em sẽ rất là quan tâm người ta, lo lắng lắm kìa vậy. Xong cái em sợ người ta thiếu thốn này nọ, nói chung là em cũng rất là kỹ, ăn uống sinh hoạt các thứ là em rất là chú ý luôn. Tại sao cho người ta mượn tiền hả gì? Dạ tại do anh đó nói là cho anh mượn bao nhiêu tiền á, cũng gần 10 triệu đó. Trời ơi, em làm gì lúc đó em có 10 triệu dữ vậy em ơi, em giàu quá em ơi. Rồi sao cho 10 triệu luôn, cuối cùng có đòi được không? Mà anh chị khác á liên kết nói với ông đó mới trả cho em được mà chảm dây dưa lắm. Bây giờ đã trả hết chưa? Dạ trả hết rồi chứ. Nhưng mà em may mắn hơn chị á, chúc mừng em nha. Ê, mấy ai còn nợ tiền tôi chưa trả làm ơn trả giùm hết, yêu nhau rồi trả tiền lại giùm tôi nha mấy anh đó chị. Trả tiền lại giùm tôi nha mấy anh đó chị. Dạ cái tiền này là anh đó bảo là anh đó mượn. Tại vì á là em không nhắc tới, nhưng mà cái lúc mà em biết bị cắm sừng em rất là tức luôn. Cái đợt á bạn đó bán nói với em là khoảng thời gian này chắc cũng tầm mấy tháng á anh sẽ không nói chuyện với em đâu, để anh thời gian anh đi chữa bệnh. Trời nhưng không có bệnh chị nha, đi dẫn cái con người mới đó đi con... Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao nào em biết được, trong lúc đó thì em lo cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn, hồi xưa em mập cực kỳ luôn. Bù em khóc mà em giảm cân luôn. Phải cảm ơn ảnh chứ em, vậy là phải cảm ơn á. Ít ra nó cũng làm được một điều cho em, đó là giảm cân. Các em được giảm cân xuống. Hồi đó em mập bao nhiêu ký? Dạ em 53, em giảm còn 45 á. Wow, 8 ký luôn ha. Rồi bây giờ cho nè hai bạn này, tôi cảnh cáo nha, hôm nay ai quen với con bé ngồi ở ghế màu đỏ là dưới mọi hình thức cấm mượn tiền nha. Cấm mượn tiền nha, nhớ đó. Thiệt. Mà giờ là hết đầu trâu rồi đúng không? Giờ bây giờ cho anh hỏi nè, cái hội chị em phụ nữ em đó còn duy trì không? Tám dạ, người bị thôi bỏ đi. Bây giờ muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ đầu tiên là đừng mượn tiền. Dạ đừng có bóc phét. Ừ bóc phét rồi. Dạ em không quen được bạn trai hút thuốc lá. Là không được hút thuốc lá. Dạ ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em một tí thôi, chứ không cao hơn là em đi chung hàng là em khoét tay á, em khoét tay á. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 58. Được rồi, vậy là được. Ở đây ta cao không à? Dạ. Yên tâm, gì nữa? Dạ là em không thích bạn đó kỳ bò với em hẹp hòi, dạng kiểu như cái tính này tính nọ với em á. Hai đứa 201 hết rồi, chừng nào định lấy chồng? Dạ em thì em tính là em học xong em đi kiếm tiền á, rồi em kiếm đủ số tiền mà em mong muốn em sẽ lấy chồng. À vậy hồi đó cái 10 triệu cho thằng bạn trai cũ mượn là của ba mẹ hả? Dạ tiền của em xài cha mẹ cho. Trời đất ơi, báo cha báo mẹ nữa, thiệt tình luôn á. Nhưng mà mục tiêu của em là kiếm bao nhiêu tiền? Dạ em kiếm nửa tỷ hơn một tí thôi. Nửa tỷ hơn một tí là 600 triệu là lấy chồng hả? 600-700 triệu là được ạ. Rồi thôi bây giờ nếu có anh nào cho 600-700 triệu cưới luôn, khỏi học ha. Ngon lành được không? Ta kết hôn cho 600-700 triệu, 600 triệu ở chồng cho nó sướng chứ đi làm chi cho nó cực. Có tiền lấy vợ chưa? Thà có. Có nhiều ít đủ để lấy cô bên kia, đủ để lấy cô bên kia. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái, mình đẹp với nhau thì có gì là sai. Đó đủ để lấy cô bên kia. Đó ổn. Có 600 triệu là lấy vợ được rồi. Nhưng mà chuyện tình yêu sao nè? Rồi cái bắt đầu mới sao? Quay là cái mối tình mà gọi đầu đó. Mấy mối? Đây là mối tình vừa rồi, là mối tình mà gọi là khắc cốt ghi tâm nhất. Có thể nói là một năm ý nghĩa anh. Có nghĩa là mình đi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào mình đặt chân đến nó đều là kỷ niệm. Tụi em tìm hiểu có một thời gian rồi, tụi em cũng có ở chung nữa. Thì giống như là gia đình hai bên biết hết nhau rồi. Trước giờ em chưa bao giờ có ý định cưới, nhưng mà em gặp người đó thì em đã cố gắng để mà có thể được có cưới được người đó. Em khẳng định nhá, trên đời này không bao giờ có một ai có thể yêu nó nhiều bằng em. Yêu nó. Rất thẳng. Đấy cả không một người nào có thể tâm lý với nó như em luôn. Tại sao chia tay? Người thứ ba. Thì em theo dõi em cải trang thành một người khác. Em cải trang giống kiểu như Phan Đình Tùng đó anh. Em buộc cái khăn lên đầu rồi em makeup cho ấy, dán râu lên ấy. Công phu dữ vậy rồi sao thì, nữa? Thì em đứng cạnh họ mà họ không biết luôn.
Em chỉ thấy họ đi với nhau một nơi nào đó thôi. À thì bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Thật ra em thích một người bạn gái cũng bình thường thôi. Chỉ cần hiểu em, với cả không ngại việc ngày nào cũng nghe, cũng nhìn thấy em với nghe thấy em là được. Và em có thói quen là em thích đi du lịch. Đừng mượn tiền bạn gái là được nha. Muốn đi thì phải có đầy đủ tiền đại thọ cho bạn gái nha. Ok. Nếu như không ngại thì có thể đi tập cùng em, hướng đến một cái hình thể đẹp hơn, với một sức khỏe tốt hơn. Ok, đồng ý. Rồi. Wow, cô gái xinh xắn nè. Tới chương trình này tâm sự về chuyện tình yêu của mình đi chứ. Dạ thì nào giờ em chỉ trải qua có một mối tình. Em với bạn đó quyết định chia tay là vì bạn đó không có ý chí cầu tiến. Và bạn đó sinh năm 97. Tại vì năm đó là cách đây 2 năm thì em cũng mới vào năm nhất. Thì bạn đó cũng chưa có đi làm công việc ổn định á. Dạ thì em chỉ muốn bạn đó là có công việc ổn định. Em không cần bạn đó lo cho em. Bạn đó cứ kiểu, tại vì bạn đó cũng là đam mê ca hát. Thay vì anh mình một người đam mê ca hát thì mình có thể đi hát acoustic, hát phòng trà để mình có thêm thu nhập cũng được. Bạn ấy chỉ có suốt ngày chỉ tụ tập với bạn bè, sáng tác những bài umpalang này nọ. Umpalang và umpalang luôn hả? Không có cầu tiến. Dạ. Thì em với bạn đó cũng quyết định chia tay. Thì bạn đó nói là thôi em vẽ thời gian khoảng 1 năm đến 2 năm để lo cho tương lai sự nghiệp của bạn đó. Nhưng mà 1-2 ngày sau thấy bạn đó chở cái tương lai của bạn đó đi ngoài đường á. Chở ai? Dạ chở cái tương lai của bạn đó đi ngoài đường ở ngoài quận nhất á. Em bị sốc tâm lý. Em có chạy theo không? Dạ không. Em thấy gì thôi? Dạ em thấy thôi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai, thứ nhất là có vẻ ngoài ưa nhìn. Dạ thứ hai là biết quan tâm lo em. Dạ phải có ý chí cầu tiến. Rồi bây giờ chàng trai ghế xanh nè. Em chào chị. Rồi bây giờ tình trường em sao? Mối tình đầu tiên của em thì lúc mà thời sinh viên. Dạ lúc đó là em học xong cao đẳng xong thì em quyết định là em về quê em đi nghỉ vụ. Chờ khoảng 2 năm mấy thì nó rất là dài. Thì đâu có thể nào mà có thể có kết quả tốt được. Thì thôi về bị làm bạn. Còn mối tình tiếp tục là cũng mới đây, nhưng mà hai đứa là quyết định là có thể là đến tiến tới hôn nhân. Quen trong vòng gần 2 năm. Có nhiều sự hiểu lầm về gia đình. Nên là hai gia đình có sự hiểu lầm. Thương thì hai đứa rất là thương nhau, nhưng mà để mà ráp lại với nhau thì được thì nó khá là khó. Giờ muốn tìm một người vợ tương lai em thì nào? Em thấy người mà phù hợp với em thì người con gái có thể là tự chủ về kinh tế. Người con trai thì không phải là không lo được người con gái, nhưng mà con gái có sự tự chủ về kinh tế thì nó sẽ phù hợp cho hai đứa phát triển mạnh hơn. Con gái thì biết nấu ăn. Em thích người, nói chung là em rất thèm cơm nhà. Hứa nếu mà nấu thì em sẽ ăn và em rửa chén. Bây giờ thì có một em trai đang ngồi ở dưới ghế của là người nhà. Rồi em cầm micro đi cưng. Em xin chào anh. Rồi. Anh Hứa Minh Đạt và Cát Tường. Rồi. Em tên là Vũ Quang Tú. Em là em của anh Tấn. Dòm sơ sơ hai cô bên bển, nhắm vào cô nào là sẽ hợp với anh Tấn. Cái chị áo đỏ. À đâu, chị ghế đỏ. Ghế đỏ, ghế đỏ. Là hợp với anh Tấn. Hợp chỗ nào vậy em? Dạ kiểu hai người cũng tướng cũng xem nhau cũng. Hai người này mà tướng xem nhau. Đâu chị thấy anh Tấn to lắm mà gấp đôi cổ á. Cái tên Tấn á là biết là cái thân hình đó là cũng phải bằng tạ. Rồi cảm ơn em, chị cũng hy vọng là cái điều em nhận xét là nó trúng ý của anh Tấn. Còn trúng hay không thì bây giờ mình phải mở cửa trái tim mình trò chuyện mới biết được nha. Phải thử cảm giác nè. Chẳng cho gì nữa. Mở cửa trái tim. À, từ người đi kia. À, anh gửi em. Em cảm ơn anh. Thì em thích tặng ai em tặng. Em cảm ơn. Wow. Hai món quà thì nó cũng là ná nhau thôi, nhưng mà có một thứ khác để quyết định được là ai mà em thích và ai em muốn làm bạn. Khui ra mới biết luôn hả? Khui đi em. Khui đi em ơi. Dạ. Khui đi em. Thứ khác là thứ gì? Con vịt. Không phải con vịt không? Con heo. Nói gì nữa? Gì nữa, có thứ khác gì? Bên đây có gì? Dạ là một cái son với lại một cái sạc khoáng. Hai cái ốp lưng ạ. À? Hai cái ốp lưng. Thời tiết mùa Sài Gòn tầm này nó nóng mà. Thì mình sẽ bị khô da, thì em tặng hai bạn xịt khoáng.
Và ban ngày, còn buổi tối thì mình có thể dùng son dưỡng cho nó đỡ bị khô môi. Hay. Thì ở bên đây một cái là ốp của tai nghe iPod thôi, thì nó chỉ có lẻ một mình. Còn bên kia là em tặng một cặp ốp điện thoại. Nếu như chúng ta thành đôi thì mỗi người một cái. Còn nếu như lỡ như chúng ta không thành đôi thì hai chiếc cho đó người nào đó dành cho người phù hợp đối với cả em. Hay. Rõ ràng, rõ ràng. Cảm nhận của hai em như thế nào? Dạ, em thấy vui. Vui. Chắc được nhận quà. À, được nhận quà. Rồi cảm xúc của em như thế nào khi thấy hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Dạ, rất là lịch sự. Rất là gì? Lịch sự. Lịch sự nghiêm túc quá nè, em cũng hơi sợ. Ai làm gì em đâu sợ, mà ai mượn tiền đâu sợ nè. Còn em gái, màu xanh. Dạ thì điều đầu tiên thì em thấy hai bạn bên ghế bên rất là đẹp trai. Với lại nhìn hai bạn rất là chỉnh chu trong cách bề ngoài của mình. Dạ. Với lại nếu mà bạn bên ghế đỏ tặng em món quà, hồi nãy bạn nói là tặng úp lưng, nếu mà thành đôi thì mình mỗi người một cái đúng không? Vậy thì bạn đổi cho, tại mình xài 11, bắt đầu mình thấy mình mỗi người một cái. À, ok. Thì nếu như chúng ta có thể thành đôi thì biết đâu là tối nay chúng ta cùng luôn đi ăn và đổi ốp thôi. Đổi ốp chứ không phải đổi điện thoại luôn. Đổi ốp chứ không phải đổi điện thoại luôn. Đổi ốp mà nó có thành cộng không? Ôi, dài hàng quá đẹp. Rồi, tới em. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì em thấy là hai bạn nữ bên kia rất là xinh. Dạ. Còn giọng nói của bạn nữ và bình thường cùng quê em thì em cảm nhận được là giọng rất là ngọt. Rồi có tặng quà gì nữa không ạ? À? Hay dạ, là có. À có. Em rồi có. Em tặng đi. Đây là cái bánh em gửi anh. Tại vì bình thường là em không nấu ăn. Đó. Cảm ơn em. Cái này em gửi. Cảm ơn em. Xì xì à. Cái này em gửi anh. Rồi em tặng đồ ăn gì vậy? Ý nghĩa gì vậy em? Dạ, cũng là sự ngọt ngào mà em dành cho bạn đó. Oh. Thay vì là bình thường là em nấu ăn cũng được, nhưng mà em nấu ăn hơi dở. Thay vì đó thì em nghĩ là làm bánh. Còn đây món quà gì đây, khui đi cưng. Dạ, cuốn sách Tôi quyết định sống cho chính tôi. Rồi bên đây sách giống nhau hay khác nhau? Dạ, là cũng một loại ạ. Cùng một loại luôn. Dạ, tại vì em nghĩ là trong cuộc sống của mỗi chúng ta nên đứng ra quyết định cho cuộc đời của mình, thì sau này mình sẽ tự tin. Em muốn luôn nhấn mạnh là phải luôn có ý chí cầu tiến trong cuộc đời mình, thì okay, sau này tương lai mình mới phát triển được. Nhân cái cuốn sách này thì Tường cũng ra một cuộc chủ đề luôn để hôm nay các bạn có thể tự trò chuyện với nhau ha. Mình đều là các bạn trẻ mà, mạnh mẽ lên, tự tin lên. Thì bây giờ các em suy nghĩ xem là tuổi trẻ thì mình nên chọn sự nghiệp hay chọn tình yêu. Rồi Tấn nói trước. Thì cá nhân của em thì em có thể nói là cái sự nghiệp nó có thể là quan trọng hơn cái tình cảm ban đầu. Tại vì cái tình cảm nó có thể thay đổi theo thời gian. Nếu mình chưa có những cái cơ bản nhất như công việc là thì ổn định để mình đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của mình, thì khi mà cái tình cảm nó tới mức độ mà nó bị áp đảo bởi vì những cái đồng tiền hay là đáp bảo những vấn đề mà sự cố bên ngoài thì rất là dễ bị tan rã. Chính xác. Ví dụ một ngày lễ đi, những cái người bạn gái khác được bạn trai tặng một món quà rất là giá trị, thì mình cũng cảm nhận được là người yêu mình cũng muốn những cái điều đó, thì mình trong cái phạm vi mình có thể thì mình vẫn muốn tặng cái món quà giá trị nhất mà mình có thể cho người yêu mình. Nói chung là tặng quà cho người yêu và đem lại cái niềm hạnh phúc cho người yêu là cái là bản năng của con trai rồi. Nên phải làm như vậy. Nghĩa là mà muốn làm được vậy hơn là phải có sự nghiệp. Dạ, chính xác. Qua quan điểm em sao nè, chia sẻ với hai em gái bên kia đi. Thật ra thì người mình yêu là nhất, hơn cả gia đình và hơn tất cả mọi thứ. Đối với em là như vậy. Từ bé em không sống với gia đình. Đến năm 18 tuổi em mới sống với mẹ em thôi. Từ bé em đã sống cô độc rồi. Em quen với cảm giác một mình rồi á. Nên sau này, đến khi mà em tìm được một nơi mà một người mà em tin tưởng, một người mà em có thể thoải mái với họ tất cả mọi thứ, không còn gì phải để mà phải ngại ngùng hay là khoảng cách gì nữa. Lý do sao nhỏ em không ở, em ở một mình? Thì ngày xưa em ở với bà, lớn lên em ở với bác với cả họ hàng thôi. Em không có ở cùng với gia đình này. Lý do ba mẹ ly hôn hả? Dạ vâng. Có em có một mình hay là có anh chị em gì không? Nếu như về ruột thịt thì chỉ có mình em thôi ạ. Có nghĩa là có con cha con mẹ, khác cha khác mẹ thôi. Còn dạ vâng, riêng là mình em. Dạ vâng. Nhưng hiện tại là em vẫn sống với mẹ. Bây giờ dạ, 18 tuổi thì em mới sống với mẹ. Dạ vâng ạ. Không phải là gì, nhưng mà em bị em không có cái cảm giác mà gia đình lắm. Chị hiểu rồi. Em đi đâu cũng vậy. Em đi ăn cũng hay đi ăn một mình. Đi tập thể dục hay là đi chơi cũng hay đi một mình. Thì chỉ khi mà em quen ai đó thì em mới dành thời gian cho người đó thôi. Và công việc mà em theo đuổi lúc nào cũng là công việc nó mang tính chất tự do.
bất cứ lúc nào em dành em cũng có thể dành thời gian cho họ. Còn nói về sự nghiệp thì nó quan trọng chứ. Tại vì đôi khi tình yêu á, nó mà không có đủ kinh tế á, thì sớm muộn thì nó cũng sẽ dễ gây ra những cuộc cãi vã này. Lâu lâu có một sự cố lớn xảy ra, mình không thể nào xoay sở kịp á. Anh thích người yêu anh tới nỗi mà hơn cả gia đình thì điều đó là em hơi không đồng ý. Tại vì á, là gia đình mình phải hơn cái bạn nữ đó nhiều. Nhỏ chưa lấy nhau mà nhiều khi lấy nhau còn phải chia tay, ly dị mà. Không, như cái này thì chị xin đính chính một xíu. Lúc đầu chị cũng nghĩ giống như em vậy. Nhưng mà sau đó chị nghĩ cũng có thể mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Với những cái gì bạn ấy đã trải qua trong cái tuổi thơ, cho nên mới hình thành cái suy nghĩ như vậy trong đầu. Điều đó nó cũng đúng thôi. Tại vì đó là chưa kể cuộc sống đôi lúc còn có ôm những cái sự hận thù ở trong lòng nữa. Hận thù ngay chính cả những người đã sinh ra mình, điều đó có. Tại vì chị thật định không có nói, nhưng mà tại vì em gái đã nói thì chị mới nói. Nhưng mà rồi mọi thứ đến một đoạn nào đó thì em sẽ cảm thấy mọi thứ nó là thoải mái. Và đúng, hãy sống vì chính mình. Còn mọi thứ dù muốn hay dù không thì đó cũng đều là gia đình. Đương nhiên khi mà có đụng sự cố á, khi nói vậy thôi. Chứ đụng việc thì luôn luôn là cái gia đình, những cái tình cảm nó rất là thiêng liêng. Ta nói là một giọt máu đào không bằng ao nước lã mà. Chắc chắn gia đình là phải quan trọng. Nhưng mà để gọi là trong cái suy nghĩ của bạn ấy thì như vậy, đó cũng là một điều dễ hiểu. Khi mà mình không được sống trong cái sự lớn lên với cái tình yêu thương của cha mẹ thì có quyền nghĩ như vậy thôi. Ví dụ giờ con gái chị mà biểu là nghĩ về cha thì làm sao nó nghĩ tới được. Thí dụ vậy, người ta không có sao ta nghĩ, đúng không? Rồi rồi, vậy thì em nè, quan điểm em là cái nào quan trọng hơn? Dạ, quan sự nghiệp. Dạ, sự nghiệp quan trọng hơn. Sự nghiệp quan trọng hơn. Nên là em muốn từ bản thân em cũng ổn định tài chính, rồi em mới đặt cái tình cảm. Nãy có nói rồi đó, phải có 600 triệu mới lấy chồng đó. Đó là tiền em tự kiếm, còn nếu muốn lấy chồng nhanh thì xin cha mẹ cho. Bé dễ thương, nhỏ xin 10 triệu cho trai rồi mà chưa sợ. Không, nhưng mà đòi lại hết rồi. Ủa, có lấy lời không? Lúc đó đòi lại có lấy lời không? Dạ, còn lỗ tình phí gì. Dạ, còn lỗ tình phí gì. Lỗ tình phí gì. Đòi lại đủ 10 triệu không? Dạ, được. Đủ 10 triệu đúng không? Rồi, bây giờ là tới cô bé này nè. Em muốn em là người phụ nữ độc lập về kinh tế. Nhưng mà về tình cảm á, thì ông cha ta luôn luôn có nói một câu là kiểu người phụ nữ á, luôn là giữ mái ấm trong gia đình mình. Thì em vẫn nghĩ là hai cái em vẫn luôn cân bằng hai thứ, mọi thứ nó ổn định hơn. Tại vì em cũng không thích ở nhà cứ ru rú ở nhà nội trợ. Mà em cũng không có thích mà phải ra ngoài cứ bươn chải ở nhà mà người con trai ở bên cạnh mình mà cứ ở nhà không. Cho nên em cứ thích 50-50. Mình làm thì mình làm mỗi sáng mình làm về mình làm giờ hành chính, thì tối về mình vun đắp tình cảm với nhau. Tối về mình vun đắp tình cảm với nhau. À, coi như là sáng đi làm tối về tình cảm. Dạ. Rồi. Rồi, ok, bây giờ thì các bạn có thể tự mình tự trò chuyện với nhau một chút xíu đi. Dạ, như hồi nãy em nghe nói là bạn ghế đỏ là mới chia tay bạn gái mới đây 4 tháng đúng không ạ? Móng tay chưa cắt. Vậy thì anh đã xác định thật kỹ là trong trái tim của anh có chỗ trống dành cho người phụ nữ khác bước vào chưa? Khoảng 2-3 tháng đầu thì cũng chưa sẵn sàng đâu. Cho đến khi mà anh nghe rằng sắp cưới chồng rồi, sau này về dự đám cưới nhá. Thì lúc đấy là lúc mà anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng, anh dứt bỏ và anh quên đi tất cả. Dạ thì hồi nãy có nghe anh ghế đỏ có bảo là anh thích đi du lịch. Nhưng mà em hơi yếu sức khỏe á, em không có đi xa được. Nên là nếu mà có quen em á thì chắc là mình chỉ anh đi làm, em đi học, rồi mình chỉ ở Sài Gòn đi quanh quẩn chơi gần gần thôi, thì anh thấy có ổn không ạ? Thật ra anh có một cái khả năng, đó chính là khi mà ở gần em sẽ cho họ sức khỏe. Bởi vì em luôn luôn có một lượng năng lực tích cực để khiến cho mọi thứ nó vui vẻ và thoải mái, không bị áp lực hay khó chịu. Cho nên thế khi mà tâm trạng mình thoải mái á, mình búng tay cái, xách vali đi luôn. Em hỏi bạn áo hồng là quê bạn Bình Thuận là bạn ở Phan Thiết hay là ở khúc nào? À, nhận bà con hả? Dạ em ở Phan Thiết anh. À, mình thì mình ở Tuy Phong, cách nhau cũng tầm cỡ 100 cây. À. Sao ta Phan Thiết mà người ta trắng mà em Phan Thiết em đen vậy? Em chắc do ở gần biển quá. Rồi có hỏi gì nữa không? Chứ hỏi cái đó không vậy? Hỏi cái gì nó vô sâu sâu chút coi. Giống như... thấy bạn dễ thương quá, khớp khớp là mất cơ hội á. Anh có ngại quen gái 201 không? Tại vì nãy em nghe anh nói là anh muốn cưới vợ sớm đúng không? Cái không, anh không có nói muốn cưới vợ sớm, mà do là ba mẹ anh kêu là muốn anh ổn định tiến tới hôn nhân thì vài năm nữa thì nó cũng vô tư. Vậy 9 năm nữa anh chờ em không? Cái đó là câu hỏi. Nếu đủ lớn, nếu mà yêu nhau mà 9 năm mà chưa tới kết hôn, nó không còn là tình cảm sâu bền nữa. 9 năm là nói cho vui thôi.
Còn nếu mà em muốn nghe câu trả lời thì chị trả lời em là không. Chị trả lời em là không. Không có ai chờ em 9 năm hết á. Anh nào cũng vậy. 9 năm sau em sẽ kiếm một người khác em quen rồi em kết hôn. Còn bây giờ quen chơi cho vui, tới 9 năm đi cho có kinh nghiệm. Chị trả lời vậy luôn á. Thiệt, rất thẳng. Chị nói đúng không em? Rất thẳng. Dạ. Vậy đúng. 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 Rồi hỏi gì không? Hỏi đi. Nãy giờ chưa hỏi gì phải không? Em muốn hỏi cô ghế xanh. Hiện tại thì thời gian của em dành cho việc học và các thứ thì như thế nào? Thì hiện tại vì tại vì em đang học hai trường. Ý của anh muốn hỏi có gì thể dành thời gian cho anh không, đúng không? À, yeah. Nếu mà chúng ta trong một mối quan hệ nào đó thì tất nhiên một ngày dù bận rộn tới đâu thì dành một thời gian cho nhau vẫn được mà. Chính xác, có một thích hay không gọi thích hỏi thăm cũng là một chút gọi là tình yêu mà. À. Bây giờ các chàng trai lần lượt qua xin phép được nắm tay hai cô gái để mình đo cái cảm xúc của nhau. Rồi nếu ai muốn nói gì thêm thì nói. Ồ, đem quà qua luôn. Tặng nó lần lần tặng. Cũng quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Em mời anh nắm tay. Hãy thỏa thẻ những lời tâm sự. Tay mềm quá. 사랑해, 좋아해, 촌스럽지만 이렇게 고백해, 멋은 없어도. Và nói chung là lần đầu tiên gặp thì anh muốn là sau này nếu có cơ hội á thì có nhiều thời gian để nói chuyện nhau hơn. Còn có hội về quê hay có dịp ở quê á thì có thể là gần nhau thì có thể đi gặp nhau. Dạ đâu. Dạ. Nắm tay, nắm tay. Rồi nói chung là thấy có em cũng có mối tình mà anh thấy là hơi bị hay anh đó sao kiểu như sao mà quen được một hội 7 người là hay lắm. Còn nói chung chúc em có nhiều mối hệ tốt. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, dễ hơn quá trời. À mình khui quà bạn ấy chút xíu đi. Tên 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 tên. Ơ cha. Gì vậy? Bạn tặng em dâu. Dâu. Dạ, dâu Đà Lạt. Trái dâu thì mình giống như thể hiện như trái tim hay tình cảm ban đầu. Ủa chứ không phải là muốn bắt dâu hả? Không phải muốn có cô dâu hả? Dạ thì anh nói đây là biểu hiện tình yêu với lại tình cảm của anh thì để cho em xin phép em nếm thử luôn ạ. Ở đây có một mình em được nếm luôn á. Kiểu muối đúng không? Dạ nó hơi chua. Dạ nó hơi chua. Dạ nó hơi chua. Dạ rất là chua. Hãy cho nhau thời gian để em đi mua muối nha. Cái này phải có một miếng muối xí muội nữa hả? Muối xí muội anh ạ. Hay quá, được rồi, tới phiên em đó. Qua đi. Chảy miếng, chảy miếng. Đầu tiên thì xin bắt tay em trước. Rồi. Anh mong là dù thế nào nữa thì khi bước ra đây chúng ta có thể là những người anh em ngoài xã hội hay là những người bạn. Ok. Dạ. Cảm ơn em. Chào em. Dạ chào anh. Anh bắt tay em. Dạ. Wow, em có cái răng khảnh dễ thương ha. Dạ. Như anh vừa nói lúc nãy đó, nếu như chúng ta thành đôi thì chúng ta mỗi người một cái. Còn nếu như không thể thì anh vẫn mong chúng ta sẽ là những người bạn sau này, biết đâu được sẽ hỗ trợ nhau trong công việc hay là cuộc sống. Nhưng mà anh vẫn mong là chúng mình trở thành một đôi. Anh vẫn mong là chúng mình trở thành một đôi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Nó nghe nè, nó nghe đạt đạt đạt. Cái gì vậy? Phong thủy chút coi, hai đứa mình cũng nắm tay nhau truyền chút năng lượng coi. Hãy nói những lời thủ thủy tâm sự đi chị. Chị mong là hôm nay ít nhất phải có một cặp thành đôi. Em cũng hy vọng là như vậy. Ông trời đừng có tráo que tráo quẩy với chị em mình nữa. Thiệt tình ơi. Thiệt tình ơi, ghế đổi cái xanh mấy ông thần, ghế đổi cái xanh ơi, là vâng vô đèn giùm cái. Rồi. Rồi, xin mời Hứa Minh Đạt. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ phải đưa ra một quyết định duy nhất của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Em có thể nói là cái sự nghiệp á, nó có thể là quan trọng hơn cái tình cảm ban đầu. Tại vì cái tình cảm nó có thể thay đổi theo thời gian. Em muốn em là người phụ nữ độc lập về kinh tế. Nhưng mà về tình cảm á, thì ông cha ta luôn luôn có nói một câu là kiểu người phụ nữ á, luôn là giữ mái ấm trong gia đình mình. Thì em vẫn nghĩ là hai cái em vẫn luôn cân bằng, hai thứ mọi thứ ổn định hơn. 4
anh đi làm, em đi học rồi, mình chỉ ở Sài Gòn đi quanh quẩn chơi gần gần thôi, thì anh thấy có ổn không ạ? Thật ra anh có một cái khả năng, đó chính là khi mà ở gần em sẽ cho họ sức khỏe. Bởi vì em luôn luôn có một lượng năng lực tích cực để khiến cho mọi thứ nó vui vẻ và thoải mái. 3. Hai, một và bấm bấm. Tôi nghe có 3 tiếng tách bắp tách bắp tách bắp. Hết thời gian. Dạ hết giờ. Chúng ta được một cặp. Cô gái này sao không bấm ai hết vậy Cưng? Dạ tại do là anh ghế đỏ sẽ bấm bạn này, anh ghế xanh thì em thấy anh đó chuẩn quá, em hơi sợ. Ok rồi okay, anh Tấn cảm giác cảm xúc mùi, của anh đúng không? Như thế nào hôm nay không có được thành đôi thì cảm giác của Tấn như thế nào? Dạ không sao ạ, nói chung là được trao đổi và được giao lưu với các bạn cũng là niềm vui. Nhưng mà chị thích em đó, có nghĩa là mình thích là mình cứ bấm, còn cái chuyện đối phương bấm mình hay không tính sao, đúng dạ, không dạ, đúng rất rồi. Là mạnh mẽ. Chị cảm ơn các em rất là nhiều. Rồi mời cái cặp đôi bước ra. Chúng ta đã có một cặp đôi luôn quý vị. À bây giờ thì đã nắm tay nhau rồi. Tôi chưa mời đã nắm luôn rồi. Rất là lẹ. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Đầu tiên là em cảm thấy vui. Lâu lắm rồi mình có cảm giác tim đập mạnh như thế này. Dạ thì ngay từ đầu thì em kết được cái nụ cười của anh này. Với lại em kết được cái tiệc chuyên mà gội đầu á. À vậy là không cần cắt móng tay đúng không? Dạ tại vì nếu mà gội đầu đã hay không thì do cái tâm chứ đâu phải em móng tay. Chị tường chúc cho hai bạn là nắm với nhau dài dài nha. Nhưng mà 9 năm thì không nổi nha Cưng nha. Dạ. 9 năm là chắc chắn không có nổi. 2-3 năm thì còn được đúng không em? Chị dạ. Nói giùm em đó. Các bạn hôm nay chưa thành đôi thì chị Tường cũng thay mặt chương trình chúc cho các bạn sẽ luôn được nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Và bây giờ thì các Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không có chất bảo quản. Rồi xin gửi tặng cho em nha. Gửi tặng cho em nè. Rồi tặng cho em. Kính thưa quý vị, cặp đôi mà bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn là một phần quà nhỏ, đó là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và đối với cặp đôi thất bại đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai, bà mối duyên dáng nha. Một lần nữa các Tường xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và dự lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Các bạn thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Các bạn thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình ghép đôi thần tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Một cặp rồi, hãy nhảy múa lên đi.